Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thâu hiền của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Trọng kính quý Cha, kính thưa quý Thầy, quý Dì, toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chúng ta đang quy tụ nơi đây, nơi ngôi lòng nhà thờ mới còn đang dang dở của giáo xứ Vinh Sơn để khai mạc cùng chầu thay mặt cho giáo phận. Trong thánh lễ chúng ta kính mình máu Thánh Chúa Kitô chiều hôm nay, chúng ta xin trao gửi cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đặt hội thánh của Chúa trong lòng bàn tay của Chúa Giêsu Thánh Thể đã dùng mình và máu Thánh Chúa nuôi dưỡng và làm cho hội thánh của Chúa lớn lên. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa cùng với Đức Cha Phêrô đã cho Ngài hoàn thành sứ vụ mục tử trong giáo phận Thái Bình hơn 12 năm qua. Và chúng ta cũng cách đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cha Tân Tử, xin Chúa thương nâng đỡ để Ngài chu toàn sứ vụ mục tử nhân lành trong giáo phận Thái Bình của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các thân nhân, các ân nhân, các cha đã từng coi sóc giáo xứ chúng ta, các thân nhân và thân nhân đã giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta, tất cả mọi người nhờ bàn tay đóng góp công của và lời cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm cách này cách khác mà giáo xứ Vinh Sơn có bộ mặt ngày hôm nay. Để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chăn con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa
Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là đứng hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Anh em thân mình,
Phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp, người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: chén này là tất ước trong máu ta, mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa. Nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu niệm được 12 thúng miếng bụt còn dư lại. Đó là lời Chúa. Trong kính quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em thân mến, hôm nay do sinh Vinh Sơn, chúng ta khai mạc lần đầu Chúa Giêsu thánh thể thay mặt giáo phận, và các bài đọc trong phụng vụ hôm nay quý vị vừa được nghe được dùng trong thánh lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Và trong cuộc đời chúng ta cũng đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta lại sử dụng các bài đọc này trong thánh lễ khai mạc tuần trầu? Và thánh lễ này, các bài đọc này có ý nghĩa như thế nào? Nó có tác dụng gì đối với tôi?
Con xin mời cộng đoàn cùng con trong bài suy niệm hôm nay. Trước tiên, để nhìn nhận giá trị cũng như là tại sao chúng ta lại chọn các bản văn phục vụ mừng lễ, đại lễ kính mừng máu Chúa Kitô, thì trước tiên chúng ta nhìn lại một chút lịch sử của thánh lễ này như sau. Thánh lễ đầu tiên được cử hành vào năm 1246 tại giáo phận Lutich nằm ở miền Bắc nước Bỉ, và vào năm 1264 với tông sách Canisius de Ormondo được Đức Thánh Cha Urbano IV đã ra lệnh và bắt cử hành trên toàn giáo hội. Nguyên nhân tại sao mà Đức Thánh Cha Urbano IV lệnh bắt cử hành trên toàn giáo hội như vậy? Xin thưa rằng nguyên nhân có thể là do một linh mục người Tiệp Bắc tên là Peter. Ông đã không tin hay là không xác tín được rằng bị mình mặc Chúa Kitô hiện diện trong bí tích mình và máu thánh Chúa. Và sau khi truyền phép, linh mục này đã bẻ bánh ra trao cho các dân chúng. Thì khi bẻ bánh thì có những giọt máu từ tấm bánh rơi ra, và từ đó mà Đức Thánh Cha Urbano IV đã công nhận đây là một phép lạ đích thực. Và từ đó ngài đã ban tông sắc và đặt ra cho toàn giáo hội phải cử hành. Và tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận nguyên nhân đầu tiên thì lại chính do một nữ tự kiến của một nữ tu tên là Juliana, một đan sĩ dòng Augustino. Và vào năm 1209 thì sau khi mà có một tự kiến là thánh nữ thấy một mặt trăng và trên mặt trăng đó có một điểm đen, và điều này đã được Chúa Kitô mặc cả rằng phần trăng đó là giáo hội, là năm phục vụ của giáo hội, nhưng trong một năm phục vụ đó còn thiếu một đại lễ, và chính Chúa Giêsu đã mặc cả rằng đại lễ đó không gì khác đó là đại lễ về bí tích mình thánh Chúa. Và từ đó, sau khi mà Đức Thánh Cha Urbano đã ra sắc lệnh và đòi hỏi mọi người phải cử hành, thì đến vào thế kỷ thứ 15, anh em Tin Lành cải cách nói rằng thánh lễ này không có nguồn gốc hay có một nền tảng trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cộng đồng Trento đã công nhận và xác tín rằng thánh lễ này là có được Thiên Chúa mặc khải. Và lễ mừng thánh Chúa Kitô thường thường được cử hành vào sau lễ và thứ năm sau lễ Chúa Thánh Thần biệt xuống, có nghĩa là phải tầm 60 ngày Chúa Giêsu lên trời. Nhưng tuy nhiên vì một điều kiện về phục vụ mà một số nước và trong đó có cả Việt Nam, thánh lễ này đã không được cử hành vào thứ năm mà được di chuyển sang vào Chúa Nhật sau Chúa Thánh Thần biệt xuống. Và đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại sử dụng vào trong thánh lễ khai mạc tuần trầu? Mỗi khi chúng ta có một đại một giáo xứ thay mặt Chúa Giêsu, thay mặt giáo phận trầu Chúa Giêsu thánh thể lại cử hành lễ mình và máu thánh Chúa, thì theo như truyền thống sau thánh lễ mình và máu thánh Chúa Kitô thì thường có một cuộc cung nghinh thánh thể hay là cuộc rước rượu thánh thể. Và đích thực đích thân là chủ tế dân thánh lễ hoặc một cha đồng tế hoặc một thầy phó tế sẽ cầm mặt nhặt và trong đó có mình thánh rồi đi rước rượu xung quanh thánh đường. Còn thiết nghĩ đây cũng chính là lý do tại sao mà các thánh lễ khai mạc tuần trầu thường lựa chọn về thánh lễ mình và máu thánh Chúa Kitô với bài đọc và cho cộng đoàn chúng ta phục vụ chúng ta vừa nghe. Và khi trong bài hôm nay chúng ta thấy đoạn tin mừng vừa nói về một phép lạ hóa bánh khá nhiều, và khi mà nghe bài tin mừng hôm nay có hai điểm mà giúp chúng ta đánh động, đó là diễn tiến của Chúa Giêsu làm phép hóa bánh khá nhiều có nét gì tương đồng với thánh lễ của chúng ta vẫn dần. Thứ nhất, nếu thánh lễ gồm hai phần là phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể, thì hôm nay trong bài tường thuật chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng trước
sau đó đổi người lấy ban thánh và dân chúng được nuôi dưỡng bằng lời Chúa trước khi được nuôi dưỡng bằng bánh là được đã được chúc lành. Và cái điểm nữa đó là cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu khi hóa bánh ra nhiều, khi lật cái thức thánh thể, Chúa Giêsu đã đều cầm lấy bánh tạ ơn rồi trao cho các môn đệ. Như vậy ta thấy rằng Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng bí tích không chỉ là một thứ nghi hành, nghi thức, một hành phục vụ đời thực mà nó phải ăn sâu vào đời sống. Nếu trong thánh lễ Chúa Giêsu ban linh thực nuôi linh hồn, thì ngoài đời sống Chúa Giêsu lại ban linh thực nuôi thân xác cho chúng ta. Nếu thánh lễ là một bữa tiệc huynh đệ, thì trong sa mạc hôm nay Chúa Giêsu lại tiếp đãi một bữa tiệc long trọng, bởi vì mỗi bàn ăn không phải chỉ một vài người mà được nói đến 50 người. Nếu thánh lễ là Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha dưới hình bánh và rượu, thì ngoài đời Chúa Giêsu lại hiến thân mình trên thập giá. Và nếu trong thánh lễ Chúa Giêsu là tấm bánh bị bẻ ra để phân phát, thì ngoài cuộc đời thân xác của Chúa Giêsu đã bị bẻ ra vì những chỉ nhục, đòn gọt và đóng đinh. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những khía cạnh này và cảm nhận chưa đụng chạm đến chúng ta, thì đó là một điều mà chúng ta chưa đạt được. Và bài tin mừng hôm nay theo thánh mắt, nếu như theo thánh mắt theo, thì 5 chiếc bánh và 2 con cá là được một em bé dâng lên cho Chúa Giêsu. Chúng ta có ý nghĩa gì khi các môn đệ dâng 5 chiếc bánh, hay là trong bài tin mừng của thánh mắt theo thì là em bé cộng tác với Chúa Giêsu để hóa bánh ra nhiều? Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi, nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Chúa Giêsu có làm được phép lạ hay không, thì xin thưa rằng Chúa Giêsu có thể làm được, và Ngài có thể làm được hơn thế nữa, nhưng Ngài vẫn mong muốn và chờ đợi sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Và nếu như 5 chiếc bánh và 2 con cá là phần nhỏ bé để nuôi dưỡng 5.000 người đàn ông, thì có thiết nghĩ trong đó cả đàn bà và trẻ em nữa, thì con số nó phải lên trên 10.000. Và nếu chỉ còn vẹn là 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì có đảm bảo được cho số lượng người đó hay không? Nhưng với sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu, tin tưởng vào Thiên Chúa, và một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, tất cả mọi người đều được ăn no nê. Và có một điều đặc biệt, đó là sau khi mọi người đã được ăn no nê, thì những mảnh bụng còn thừa đến 12 thùng. Theo lời chú giải của các nhà kinh thánh, 12 thùng này đại diện cho 12 chi tộc của Israel, muốn nói rằng dù có người có cho đi, thì Thiên Chúa cũng không đến nỗi hẹp hòi mà không quảng đại bằng con người, nên Ngài ban phát những của ăn, và con người có cho đi thì dân Chúa cũng không bị đói, thể hiện bằng 12 túng một dư đầy. Và quý thưa cộng đoàn, với giáo xứ chúng ta là một giáo xứ đang tiến trình trên xây dựng thánh đường, cha xứ đại diện cho Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào công trình này. Nếu như bản tin mừng để cho chúng ta thấy rằng lòng hảo tâm phải lòng hảo tâm phải đói khổ, thì Ngài sẽ ban dư thừa cho những ai, cho tất cả mọi người. Và cho thấy rằng với giáo xứ Kinh Sơn, sau khi dân xây thánh đường như thế này, con thấy rằng giáo xứ chúng ta lại càng ngày phát triển hơn, giàu thêm hơn, bằng thể hiện là làm ăn đạt hơn. Và điều đó cho thấy rằng chúng ta quảng đại với Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng không hẹp hòi với chúng ta, và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta gấp bội, như trong bài tin mừng hôm nay mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa bánh ăn nhiều, chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá mà tất cả mọi người đều được no nê. Và cuối cùng, qua trên kính chúc công đoàn mừng đại lễ tuần trầu thật sốt sáng và dồi dào hồng ân Chúa. Amen. Mời chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa và Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn.
Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Chúa thần bởi Thiên Chúa thần được sinh ra mà không phải được tạo thành. Người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta. Giá vì chúng ta, hỡi quan phong Si-ô Phi-la-tô, mình và mai ta ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Ưu Đức Chúa Cha và người sẽ lại đến trong vinh quang. Và kẻ trên nước người sẽ không bao giờ cùng. Thánh thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Và đứng Chúa con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha. Tiên tri mà phán dạy ý tôi tin hồi thánh duy nhất, thánh thìa ân công giao và ân truyền. Tôi nên xưng có một phép rửa để tham thù tôi trong đời kẻ chết sâu là đi mà sự sống đời sau an. Anh chị em thân mến, trên hành trình về đất hứa là nước thiên đàng, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mana là chính mình và máu thánh người. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời nguyện xin. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái. Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa khi tham dự bàn tiệc thánh thể được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa chúng ta. Chính Đức Giêsu đón nhận người Kitô khi họ rước Chúa vào lòng. Chúng ta nhiệt lời cầu xin Chúa dạy các tín hữu biết niềm nở, đón tiếp những ai đang tìm người. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính Đức Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong bí tích thánh thể. Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho sức mạnh người Kitô đã tìm được nơi bàn thánh, tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta hiểu được điều này và chuẩn bị thật tốt tâm hồn để mỗi khi tham dự thánh lễ đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và trong thiên lặng chúng ta tri ân Đức Thánh Cha Francisco
chúng ta tạ ơn Chúa cùng với Đức Cha Phêrô và chúng ta cầu xin Chúa nâng đỡ và ở cùng Đức Giám mục tân cử của giáo phận chúng ta, và cũng xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã giúp đỡ giáo xứ chúng ta cách này cách khác. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con là những người thuộc về Chúa, và Chúa đã yêu chúng con đến cùng khi ban cho chúng con chính mình và máu thánh người. Xin Chúa cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng con biết một lòng sùng kính mến yêu bí tích cực nhiệm này, và giúp cho chúng con một tâm hồn trong sạch mỗi khi chúng con sức Chúa và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Tông tôn vinh danh Chúa
và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây tượng trưng cho sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ước cùng cha. Hãy lắng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xứng đáng phải đạt và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, người đã dâng mình cho Chúa làm con trên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con được dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dị ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện ngục mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổi vì các con. Thank you.
trên cô đồ đề tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hưởng ơn trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình mà máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Này Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con, Đức Giám mục Nam Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ của Chúa là linh hồn các cha đã coi sóc giáo xứ chúng con, các thầy và các bậc tiền nhân của chúng con là những người Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người hiểu và trong xanh dự và vinh quang được quy về Chúa là cha toàn trong sự nhân của Chúa Xin thương xót chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con bày tỏ lòng biết ơn đến những đã được tham dự vào thánh chế chờ khi tâm nhận thánh hiền và máu thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên đó chờ thánh hiền được cùng Chúa cùng thánh thể trường sinh, Chúa hằng sống và hằng trường.